Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay vui lắm. Vui vì niềm vui vỡ òa. Và tôi có thể san sẻ với quý vị và các bạn bằng cách là bị can đã đồng ý mời luật sư. Một cái câu chuyện mà trong những video lần trước thì tôi cũng đã nói cho quý vị và các bạn rồi đó. Tôi được người vợ của một cái người mà phạm tội, cứ nói như vậy đi cho nó đơn giản, một cái người phạm tội anh đã bị tạm giam, và chị vợ đã đến đây mời tôi trong cái vai trò luật sư. Thì tôi đã giúp họ bằng cách là bổ sung hoàn tất chứng từ luật sư để đi bào chữa cho anh từ giai đoạn điều tra. Tuy nhiên thì không biết như thế nào, trong cái hai lần trước thì tôi đã điện thoại cho anh điều tra viên, và anh điều tra viên bảo rằng là bị can đã từ chối luật sư rồi, thì lên đây luật sư ơi cho nhận một cái thông báo. Thì bằng một cái sự uyển chuyển, và tôi bảo rằng là không biết tại lý do tại sao, thì tôi cũng đã đưa cho quý vị và các bạn lần trước hai lý do để mà bị can, người phạm tội từ chối luật sư. Thì cũng rất là may mắn, trong một cái tinh thần minh bạch thì điều tra viên đã cho tôi gặp, xin gọi là em, người phạm tội đó. Và niềm vui vỡ òa hơn khi mà bắt đầu tôi đến cơ quan điều tra, thì tôi được điều tra viên cho tiếp xúc với lại bị can, người phạm tội. Em và ban đầu thì điều tra viên nè, chị thấy không, đây là cái thông báo về việc từ chối luật sư. Và thú thật với quý vị và các bạn, trong cái cuộc đời hành nghề thì tôi cũng, đây không phải là lần đầu tiên, cho nên cái việc mà lo lắng thì cũng bình thường thôi. Nó cũng có một cái sự buồn. Buồn vì tại sao không có từ chối luật sư. Và trước đây thì tôi có kể cho quý vị và các bạn nghe đó, tôi có một cái vụ trộm. Thì sau đó tôi bổ sung hồ sơ và ra cái thông báo từ chối luật sư. Tiếp theo thì tôi đã bằng một cái hình thức uyển chuyển, và cuối cùng thì cũng đã được tham gia với vai trò luật sư từ giai đoạn điều tra qua viện kiểm sát và qua tòa án. Và cuối cùng cũng với cái tâm, với cái nghề thì tôi cũng đã giúp cho em với mức án thấp nhất. Một cái trường hợp thứ hai nữa, tôi đã đi trong cái vai trò ở dưới tỉnh, thì ra một cái thông báo về việc từ chối luật sư. Thì sau đó thì bằng cái con đường uyển chuyển thì tôi cũng đã giúp em để mà tham gia bào chữa trong cái vụ làm giả, tội làm giả chứng từ các bạn ạ. Và thú thật với quý vị và các bạn, trong cái việc mà khi mà đến để tiếp xúc thì tôi vẫn chuẩn bị với một cái tư thế gọi là xù lông. Xù lông là tại sao và hàng loạt cái tại sao. Tuy nhiên thì cái nghề cho tôi một cái sự uyển chuyển. Thứ nhất là tôi có đưa ra hai cái nội dung vì người nhà có hỏi những cái vấn đề này. Và vì luật sư bị từ chối bằng một cái thông báo, thì tôi có đưa ra những cái đại ý để cho điều tra viên duyệt đó mà. Và sau đó thì tôi được nghe em kể rằng là hồi xưa cái khoảng trước đây một tháng thì em không nhờ luật sư, vì em không biết chị luật sư là ai hết. Còn bây giờ sau khi em thấy mặt chị luật sư rồi thì em nhờ luật sư. Và đó cũng là một trong những cái niềm vui mà nó chẳng giống ai trong cái nghề luật sư. Chắc chắn trong cái việc mà xem cái video này thì chắc chắn sẽ có những bạn bè đồng nghiệp, các anh chị cũng hành nghề luật sư cũng giống như tôi. Và tôi nghĩ rằng ít nhất mấy anh chị cũng một lần bị nhận, tôi không nói được nhận, bị nhận một cái thông báo về việc bị can từ chối luật sư. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái con đường để như thế nào mình ở vai trò là người bào chữa, thì bằng cách nào đó, có thể bằng cách uyển chuyển, bằng cách gì đó để mình vào tham dự, mình được trong cái vai trò bào chữa cho bị cáo, bị can, bị cáo mà mình đảm nhận. Và
Thú thật với quý vị và các bạn thì trong cái khi mà em phạm tội đó, bị can đó, viết lại cái giấy, nội dung cũng giống như cái giấy kia thôi. Phía trước là giấy không đồng ý luật sư, thì bây giờ những cái chữ mà không đồng ý luật sư thì thay bằng cái chữ đồng ý luật sư. Thưa quý vị và các bạn thì chắc chắn là video này nó sẽ không có một cái chút gọi là hướng dẫn gì hết. Nhưng cho quý vị và các bạn biết là niềm vui của luật sư vỡ òa khi một khách hàng trước đây vì một lý do gì đó họ không có nhờ mình với vai trò luật sư bào chữa, và bây giờ hiện tại rằng là họ đã nhờ mình và đồng ý mình trong vai trò luật sư. Thưa quý vị và các bạn, còn đó những cái khó khăn trong cái quá trình mà tôi nghiên cứu hồ sơ, tiếp cận hồ sơ và vào với vai trò luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo. Sẽ không có những cái niềm vui quá tột độ như vậy quý vị và các bạn ạ. Tuy nhiên đây là một cái bước khởi sắc mà tôi nghĩ rằng mình dấn thân và mình chọn đúng cái nghề luật sư. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng cũng những cái trăn trở, những cái khó khăn trong cái việc hành nghề luật sư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Xin trân trọng cảm ơn.